Chào cả nhà yêu Lan, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2023. Mời mọi người đến với phiên trưa của Kim Phụng Hoa Lan Lâm Đồng. Mọi người mua hàng nhắn tin gọi điện trực tiếp theo số điện thoại ở trên tiêu đề của em nhé. Có thể nhắn qua Zalo, MS hoặc gọi điện cũng được. Em bán hàng em chỉ dùng duy nhất một số đấy thôi. Zalo cũng số đó mà Facebook cũng số đó mà điện thoại tin nhắn gì cũng số đó. 0974719293 nhé. Rồi, mọi người đặt hàng theo cái cây, cái lô mình mong muốn. Sau đó hàng đến thì mọi người được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha. Rồi, trước mặt mọi người là cây bệt châu Như nha. Cây này thì hôm qua em bán hết rồi, không còn đâu. Nhưng mà em thấy hoa đẹp quá cho nên là em quay lại cho mọi người ngắm. Và mọi người ngắm hoa thì em thấy là em không thể nào mà quay hết được cái độ đậm của nó được. Bởi vì nó quá đậm đi. Ở đây quay mà nắng ở trong vườn á, nó phản chiếu qua một cái lớp lưới rồi. Nhưng mà hoa vẫn rất là siêu đậm luôn. Đó, chứ em cũng không dám đem ra ngoài nắng. Không biết là đem ra ngoài nắng thì nó còn chói chang cỡ nào luôn. Đấy, một cây châu Như như này giá của nó chỉ có 100.000, 200.000 nhé. Tùy theo một ngồng hoa hay là hai ngồng hoa. Đó, nó quá là đẹp đấy. Rồi, tùy theo cây nó có nhiều mầm gốc hay là không. Đây, bệt châu Như đó cả nha. Thì hồi tối em bán hết rồi. Đó, nên là mọi người chơi cái hàng này rất là ok. Nếu mà hoa nó đã nở như này rồi thì về các bác vẫn ngắm được. Nhưng mà mình lấy giống để năm sau mình chơi. Còn trước khi nó nở thì châu Như nó có nhiều dòng giống á, không biết là nó có ra bệt hay không, cho nên là phải lấy những cây mà nó nở thế này mới biết chắc chắn là bệt nè. Đó, cây có nụ về thì rất là hên xui. Một chùm hoa nha, công nhận hoa rất là sai luôn nhá. Đấy, cây nào cây nấy đều sai hoa. Đó, nụ như cây này nó mới hé này, nó cũng còn rất là nhiều nụ luôn mà nó thơm, nó đẹp lắm luôn á. Châu Như giá thì rẻ, có 100-200 nghìn chậu đó, mà em bán hết rồi. Đó, em chỉ lấy được có mấy chậu hoa như thế này thôi. Đó, mọi người thấy không? Cây nào, cây này, chậu nào, chậu này nó đều mọc hết. Mấy cái này của khách mua lúc tối rồi nha. Thì quay cho mọi người ngắm châu Như như vậy. Rồi nếu mà mọi người không chơi được cây châu Như này thì mọi người chơi cây bè quốc dân đó. Tí này em đi vào em bán bè quốc dân. Bè quốc dân thì khuôn hoa nó cũng sẽ đậm như thế này luôn nè. Đấy, bởi vì cái độ đậm của quốc dân đó. Mặc dù cây châu Như nó đậm nè, thì mọi người thấy không? Ở trong lưỡi của nó vẫn có đường trắng một tí nè. Thì cây quốc dân nó cũng y như vậy luôn. Cây nào cũng vậy luôn. Cái sắc to động của cây là nó sẽ như thế này nha. Đó, mà nó có một lớp nhung bao phủ rồi cây nó lên luôn. Nhung nè, rồi nó bóng loáng luôn, rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em đi vào quốc dân nha. Mọi người có thể mua cây quốc dân về rồi ấy hè rồi ra nụ thì cũng rất là ok đó. Rồi, bên này em có bè quốc dân nha. Bè quốc dân chậu to này. Chậu to này, chậu tác phẩm nha mọi người. Chậu số 1 nè. Chậu số 1 3 thân nè. Đó là mọc đẹp như thế này. 500.000 nha. Bè quốc dân số 1 nè, 500.000 3 thân. Đấy, cây mọc khỏe đẹp hết. Rồi. Chậu số 2 nè, chậu số 2 nè, 2 thân nè. 2 thân này dài thế nha. 2 thân này 600.000 nha cả nhà. 2 thân này 600. Đây là chậu số 2 nha, 2 thân 600.000. Rồi, chậu số 3 nè, chậu số 3 thì chậu này nó rất là nhiều kỳ luôn. Số 3 thì bao la bát ngát kỳ. Chậu số 3 này thì bán 400 thôi. À, số 3 là 400.000 nhớ cả nha. Kỳ ba la bát ngát luôn mà nó có một thân nó dài. Vàng số lá nè, không có gì hết. Chậu số 3 là 400.000 và chậu số 4 nè. À, số 4 này. Số 4 này chậu cũng đẹp quá trời. Số 4 này 3 thân, 4 thân, rất là nhiều kỳ. Số 4 này 700 nha. Đấy, thân nó mập vàng ống ả này. Rồi, chậu số 4 700.000 nha cả nha. Số 4 700. Đó là 4 chậu bè quốc dân nha. 4 chậu bè quốc dân. Trời xanh mây trắng nắng vàng cỏ xanh. Hôm nay em có cây và tiết siêu đẹp luôn nhé cả nhà. Khi hôm nay em toàn quay mấy cây to cực kỳ đẹp luôn cho cả nhà sưu tầm này. Phiên cuối tuần. Rồi, cây bạch tuyết số 1 này 600.000 nha. Đẹp long lanh luôn. Đẹp nhờ. Trời ơi, lá nó bóng mà nó mướt. Mà công nhận cái thân cây bạch tuyết này nó giòn kinh khủng. Em vừa mới làm gãy một cây ốm ốm xong. Dưới này cái gốc nó nhỏ nhỏ nè. Sau rồi nó gãy xong. Rồi, cây số 1 nè 600 nha. Rồi, cây số 2 nè. Số 2 nè 700.000. Cây này rất chi là tiềm năng luôn. Bởi vì nó sưng rất là nhiều kỳ. Và dưới này nó còn một mồm lở này nè. Đây, chữ số 2 nha. Số 2 700.000. Rồi, cây số 3. Một lá đã vàng rồi. Cây số 3 nè. Đẹp quá trời luôn. Ôi, cây số 3 nè. Số 3 1 triệu nha. Cây này to lắm. Cây số 3 1 triệu. Mà nó có một kỳ ở trên này nữa nha. Đây, đây là chậu số 3 1 triệu. Chậu số 4 này 1 triệu mốt nha. Số 4 1 triệu mốt. Ở đây có một thân nè. Rồi, trên này có gốc nè.
mong gốc đang ra nè, rất là lực luôn. Số 4 nha, 1,1 triệu. Cây số 5 này dài lắm nha, dài đẹp quá trời luôn. Số 5 này, số 5 này 1,5 triệu nha cả nhà. Số 5 1,5 triệu. Cây này nó dài phải 50 sen á. Đây, cây số 5 này 1,5 triệu á, rất là dài như này. Số 5 1,5 triệu. Và cây số 6, cây số 6 2 triệu. Cây này ở dưới này nó có 3 gốc nha cả nhà. Đây, cây 6 2 triệu này, 3 mầm lỡ này. Với lại trên này nó thân cực kỳ là dài luôn. Đấy, cây này về mà ươm kỳ hay là làm hoa gì cũng rất là ok. Thì đó là chậu bạch tuyết số 6 nha, 2 triệu. Bạch tuyết thì nhà em có rất là nhiều size, size từ 300.000, cây bé xíu cũng có. Hôm nay thì em quay size lớn rồi, thì mọi ngày em quay size nhỏ rồi, thì khách cũng mua lai rai rồi nha. Bên này em có 3 chậu hồng á hậu nha, cây siêu to và đẹp luôn. Hồng á hậu nha cả nhà, cây cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cây rất là đẹp. Cây số 1 này à, bán đồng giá hết nha, đồng giá hết 900.000 một cây. Á hậu số 1 này 900. Rồi, cây số 2 cũng 900. Và cây số 3 cũng 900. Cây số 3 sẽ là cây to nhất. Nên là bác nào mua cây to nhất thì rất là ok đó. Vì cây số 3 nó sẽ là cây mập nhất luôn. Đó, hồng á hậu. Khuôn á hậu nó là một khuôn rất là đẹp. Đấy, siêu to và đẹp luôn. Giống như là em đã phân tích cho cả nhà rồi đấy. Ba cây, mà cây nào cũng đẹp hết. Hôm nay bán đồng giá luôn. Chứ mọi ngày em bán cây nào là 1 triệu nè. Đấy, nay bán coi có ai lấy không. Tương tác nhanh là cái cây to đùng đó luôn. Rồi, ba cây, mỗi cây 900.000 nha cả nhà. Đó là hồng á hậu. Hồng nhật hạ này, hồng nhật hạ bên em này. Đây rất là đẹp nha đây. Dàn này nó có 2 4 6 8, 8 chậu nha cả nhà. Hồng nhật hạ 8 chậu. Đó, lô này về mười mấy chậu mà hồi tối em bán mấy chậu rồi. Giờ còn 8 chậu đang ra quay như này. Cây nào cây nấy đều múc đẹp khỏe hết. Nhật hạ bên em thì khỏi phải chê về chất lượng về con giống, bởi vì nó là cây đẹp. Cây số 1 này, hai mầm như này nha. Đó, số 1 2 mầm này, 800.000 nha cả nhà. Chưa tính cái kỳ ở trên này nữa. Thì mọi người mua một mầm này là 400 rồi. Đó, nó cứ lên hai mầm gốc như này là 800.000. Số 1 800. Chậu số 2 này, chậu số 2. Đấy, số 2 cũng bằng giá luôn, 800. Thì lấy chậu số 2 sẽ lực hơn nha, mà đồng thời được cái kỳ nó to hơn. Đấy, số 2 cũng là 800.000 luôn. Đó là chậu số 2. Số 2 800. Rồi, chậu số 3 này, chậu số 3 này, 600 nha, số 3 600. Những chậu mà nó chưa lên vòng gốc như thế này sẽ là 600.000. Nhưng mà mọi người thấy không, mắt gốc nó rất là sáng, rồi nó sẽ lên rất là đẹp nhá. Giá thể rồi sập bông đẹp đẽ, thậm chí là còn một rêu nữa, về không cần phải tưới nhiều. Mùa này cây đứng ngọn rồi nên là cây rất là mập đẹp như thế này. Đây, chậu số 3 này 600. Chậu số 4 này 700. Chậu này nó sẽ mập đẹp hơn chậu số 3 nha. Số 4 700. Mập gần như là gấp đôi á. Đấy, mọi người thấy cái độ mập của nó không ạ? Siêu kinh mập luôn. Đấy, đây là chậu số 4 nha, 700.000. Vì nó lên hai vòng gốc rồi này. Ui, chậu này lực quá trời này. Nhú hai vòng gốc rồi này. Đấy, số 4 là 700.000. Rồi, chậu số 5 này. Đây, số 5. Số 5 này cũng 700 luôn. Cây này thì nó bằng cây số 4 á. Đó, về quy cắt cây, đó là một mầm gốc lên 52 như thế này và nó cũng chưa lên vòng gốc dưới nhá. Nhưng mà cây này vì nó ốm hơn cho nên nó sẽ dài hơn. Cây này mà đo hết thì nó cũng phải được 35 40 cm á. Thì đây là chậu số 5 nhá, 700.000 á. Số 5 700. Thế cần câu rất là đẹp luôn. Thế cần câu cực kỳ đẹp. Rồi, số 5 này 700. Số 6 này, đấy, lên hai vòng gốc nó đùng rồi mọi người. 400 400 400 403 là 12 này. Đó, đây là cây số 6 nha. Số 6 này, em tính 1,1 triệu nha. Số 6 1,1 triệu, 3 mầm. 3 đầu như này, 1,1 triệu, 1,2 triệu mà tính 1,1 triệu. Rồi, cây số 7 nè. Cây số 7 nè, tương tự 1,1 triệu. Cây này thì nó dài nha, rất chi là dài như này luôn. Đấy, số 7 1,1 triệu. Mầm gốc này thẳng đứng mà dài tới 40 cm. Đó, lên mầm gốc cực kỳ là đẹp luôn. 7 1,1 triệu. Và số 8 nè. Số 8 nè, 8 1,4 triệu nha. Ôi, mầm gốc lên rất là lực nè, kỳ nè, thân siêu mập luôn nha, thân rất là mập. Đấy, đây là cây số 8 nè, 1,4 triệu. Bởi vì nó mọc thêm một cái kỳ trên thân là 400.000 rồi, nên là phải tính thêm tiền vô trong đó. Lúc em đi mua người ta cũng tính như vậy. Đó, lô hồng nhật hạ nha, cây siêu kinh điển, mập đẹp luôn. Ở đây em có một chậu Hà Tĩnh siêu to khổng lồ nha. Chậu này chắc nó rơi vào tầm 3-4 mét có thừa nha cả nhà. Chậu này, chậu này nó có một thân hoa nè, thuốc lá này, một mầm gốc đang lên cực kỳ lực nè, dài phải 60 cm.
một thân hoa này nó bị gập một tí ở đây này, bởi vì nó quá to và nặng đi. Nhưng mà về mình cứ cố định thì vẫn nuôi hoa, hoặc các bác thích cắt ưu kỳ hoặc là kích gì đó thì tùy. Và cái cây này nó mọc rất là nhiều kỳ như này. Chỗ này em bán 400.000 thôi nha cả nhà, 400.000 dành cho cái Hà Tĩnh nó siêu to này. Đấy, rất rất chi là to, cực kỳ là to, khủng bố luôn nha. Đó, Hà Tĩnh. Cây này cây đi ngọn xuyên đông mà nó được cây mập như thế này thì cũng rất là ít đó. Bởi vì đó là giống cây trồng tại Lâm Đồng á, cho nên nó rất là siêu mập như vậy. Tiếp theo là em có Hồng Minh Châu nha cả nhà. Hồng Minh Châu, Minh Châu, nơi có chậu này đang nở hoa này. À, hoa bói thôi nha, bói thôi, nhưng mà cũng đẹp lắm luôn. Đó, khuôn Minh Châu thì cái mũi nó là mũi tím. Đó, khuôn nó thì hồng hồng như thế này, kiểu phớt phớt hồng hồng, hoa thơm nhá, rất là thơm. Minh Châu thì nhà em bán cũng rất là rẻ, cũng toàn là cây to mọc không mà giá rất là siêu rẻ. Rồi chậu số 1 này 200.000 nhá, chậu số 1 200. Đó, ở đây nó lên kỳ rồi đấy cả nhà, gửi nguyên chậu nhá, to đùng như này. Dưới này lên mầm gốc rồi nè, có mầm gốc rồi nè. Những cây mà em bán thì đều mầm gốc bình thường hết nha, có điều là nó sưng hay là chưa sưng thôi. Em thấy nó sưng thì em sẽ nói là sưng nhá, còn chưa sưng tức là nó chưa sưng ạ. À, em không nói gì tức là nó chưa sưng. Rồi, cây Minh Châu số 1 này 200.000, quá ok luôn, mập đẹp nhá, dài tổng thể 30 sen á. Cây số 2 này 300. Cây này thì nó có hoa này, hoa bói như này, rất là đẹp. Kỳ này rất là khỏe. Và mầm của nó đây, thân của nó đây, dài phải 40 sen á. Đây là chậu số 2 nhá, 300.000. Minh Châu số 2 300. Chậu số 3 này. Chậu này thì nó hư gốc rồi nên là nó lên một mớ kỳ như này nhá. Bắt đầu lấy hết thì đấy, cái này thì em sẽ cắt kỳ em gửi thôi. Đó, cái này nhổ lên gửi thôi. Bởi vì nó toàn là kỳ, kỳ rất là khỏe nhá. 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ này, 5 kỳ. 5 kỳ thì em tính là 500.000 thôi nhá. 5 kỳ là 500 thôi. Còn nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ rơi vào là tầm là 300.000 2 kỳ nhá. Mua rẻ, mua lẻ thì sẽ là 250. 250 dành cho một cặp. Còn nếu mà các bác thích gửi nguyên cái chậu này thì em vẫn sẽ gửi nguyên chậu này luôn, kèm theo cái kỳ này là 500.000 nhá. Còn nếu mà kia các khúc như thế này á thì bán là 250 một cặp. Còn mua một kỳ á thì sẽ là 150. Kỳ rất khỏe nha. Đó, kỳ rất là khỏe luôn. Mua kỳ này nhiều khi trồng lại sướng nè, bởi vì các bác về trồng theo giá thể của mọi người á, hoặc là mua chậu thì nhiều khi mọi người cũng thay giá thể. Đó, nên là các bác thích kiểu nào thì lấy kiểu đó nha. Đó là dành cho chậu số 3. Chậu số 4 này tương tự nè. Chậu số 4 này nó có hai cái kỳ nè. Một kỳ nè, rồi dưới này một vòng gốc nè và một thân rất là to như thế này. Ôi, trên này còn một thân hoa nữa. Chậu này 500.000 thôi nhá. Chậu số 4 này 500 này. Và chậu số 5 này cũng 500 luôn. Một thân hoa này, một vòng gốc đang đi rất là khỏe như thế này nha. Ok là lực luôn. Cũng 500.000 luôn. Dành cho Hồng Minh Châu nha cả nhà. Đấy, đó là cái Hồng Minh Châu nha. Rồi, Hồng Minh Châu. Rồi, bên này thì em có gấu trúc nha, gấu trúc. Cây rất là đẹp, mọc khỏe luôn. Số 1 này 400.000 nha. Lên vòng gốc rồi nha cả nhà. Chậu số 1 400. Chậu số 2 này 700 ạ. Gấu số 2 700. Cây số 3 này ốm này, cũng 700 nha. Đó, cây số 3 này nó ốm mà nó dài hơn, cũng 700.000. Cây số 4 này 800. Siêu mập luôn. Cây này dài phải 15 cm nha. Đây, cây số 4 này là 800.000. Gấu số 4 800. Rồi, qua bên này là dàn chậu lớn đẹp nè. Đấy. Chậu số 5 này. Chậu số 5 này đẹp quá trời luôn. Số 5 này 1 triệu nha. Cây này giá dài 20 cm á. Cây số 5 1 triệu. Cây số 6 này, ủa nó to thế nha. Cây số 6 này, một vòng gốc nha cả nhà. Một vòng gốc nha. 1 triệu 7 nha. Số 6 này 1 triệu 7. Số 7 này 1 triệu 8. Cây này nó mọc thêm một kỳ ở trên này nữa nha. Đấy, số 7 1 triệu 8. Và cây số 8 này 2 triệu nha. Số 8 2 triệu nè, vòng gốc nè. Và kỳ này, kỳ cực kỳ to lực lưỡng nha, dài tới phải 50 sen nha. Mấy chậu này về làm chậu nái, ưu kỳ hoặc là ấy gì, mọi người mua làm vườn hay là mua chơi gì nó đều lời hết nha. Đó, gấu trúc nha, gấu trúc nhà em đấy. Tiếp theo là em có cây năm cánh trắng di linh huyền thoại ạ. Đấy, cây di linh trắng tuyền. Cái này của cái nhà em thì dàn thân lá và chậu rất là đẹp như này nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là em đi vào chi tiết từng cây nha. Chậu số 1 này, đấy, 3 vòng gốc nha, một thân lớn này, 500.000 nha. Số 1 500. Chậu số 2, chậu này nó có thêm 3 cái kỳ ở trên này nữa. Chậu số 2 này 600 nha,
mà cây nó mập dễ mang luôn, mập khỏe lắm. Số 2 600, số 3 này, số 3 500. Đấy, số 3 500. Mầm gốc chưa lên nhưng mà cũng lên 2 kg rất là đẹp. Đây rồi số 3 500. Chậu số 4 này. À, chậu số 4 này. Đó, mầm gốc lên này, rồi thân siêu mập như thế này này. 4 là 600 nha. Đây. Đây, chậu số 4 này 600. Và chậu số 5 cũng vậy luôn. Chậu số 5 rồi, lên đẹp ghê không? Đó, lên đẹp ống ả luôn. Chậu số 5 này. À 650.000 nhá. Số 5 là 650. Nó đang phi nha, nó đang phi. Tức là nó chưa có đứng ngọn đó mà lá nó xếp đẹp lắm luôn. Đây là cây di linh trắng tuyền huyền thoại nha cả nhà. Đó, 5 chậu đẹp.